Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong vài tuần qua, mưa lớn và đợt rét đậm đầu tiên đã tràn vào Ukraine. Và vào ngày 26 tháng 11, đất nước này bị bao phủ bởi một cơn lốc xoáy khủng khiếp kèm theo bão tuyết. Do đó, hầu như toàn bộ miền Nam phải hạn chế di chuyển. Tất nhiên, những điều kiện thời tiết như vậy đã ảnh hưởng và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến bản chất của các cuộc xung đột. Ở Ukraine, ngày càng có nhiều cuộc trò chuyện về tình trạng không có đường và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Đêm 25 tháng 11, Nga tấn công Ukraine với số lượng UAV kỷ lục tập trung vào Kyiv. Ngày này có thể được coi là thời điểm đầu của chiến dịch mùa đông trong xung đột. Thông thường, sự xuất hiện của mùa đông làm chậm đáng kể tốc độ giao tranh. Tuy nhiên, như năm trước đã chứng minh, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra và không phải ở đâu cũng vậy. Vậy thì bản chất của cuộc xung đột có thể thay đổi như thế nào vào mùa đông? Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến hành động của các bên và những khó khăn mà quân đội của họ sẽ gặp phải là gì? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Mời quý vị đón xem. Kể từ tháng 10, sau khi cuộc phản công của Ukraine chững lại và coi như đã chấm dứt, Nga bất ngờ đẩy mạnh tấn công trên toàn mặt trận với các điểm nóng Avdiivka, Bakhmut, Mariinka, Kupiansk, Vebove, Rabotine và Kherson. Trên hướng Avdiivka, chảo lửa nóng nhất hiện nay, lực lượng Moscow đã quét sạch các ổ đề kháng trong khu công nghiệp phía nam. Còn tại hướng Bắc, sau khi giành được bãi xỉ thải, điểm cao quan trọng, quân Nga bắt đầu tấn công vào nhà máy than và hóa chất. Các đường tiếp tế vào thành phố cho lực lượng Ukraine về cơ bản đã bị khống chế bằng hỏa lực. Còn trên hướng Kupiansk, với phương châm đánh chậm, tiến chắc, nhích dần từng bước, nhóm lực lượng phía Tây của Nga trong vài tuần tấn công có hệ thống sâu vào trong phòng tuyến của đối phương đã đánh bật đội hình Kyiv từ một số vị trí ở phía Nam và Tây Nam của làng Lyman và đã giành quyền kiểm soát Sinkovka. Ở bên sườn Bakhmut, lực lượng Moscow cũng đã giành được thế chủ động. Kyiv đã cạn kiệt nguồn lực trong nỗ lực bao vây thành phố không thành công. Tại sao Nga lại chọn thời điểm này để tấn công mạnh và liên tục? Thứ nhất, về thế trận, Nga đã trụ vững trước các đợt tấn công như vũ bão của các lữ đoàn Ukraine nắm đấm thép do NATO đào tạo và trang bị. Cuộc phản công của Ukraine coi như đã tạm chấm dứt với tổn thất nặng, tinh thần xuống. Tấn công nhiều nhưng không có được kết quả tương xứng, Nga đã ra đòn hồi mã thương khiến lực lượng Kyiv lao đao. Ngay lúc này, Nga đã giành được thế chủ động trở lại. Bị Nga tấn công mạnh, Ukraine bị căng mỏng ra nhiều nơi, vá chỗ này lại thủng chỗ kia. Thứ hai, về tương quan lực lượng, hàng trăm nghìn tân binh sau khi được huấn luyện bài bản đã được Nga đưa vào tham chiến cùng với nhiều vũ khí trang bị mới vừa xuất xưởng. Trong khi đó, thì lực lượng Ukraine vốn đã sứt mẻ đáng kể sau cuộc phản công, lại bị giáng thêm một đòn mạnh. Nguồn viện trợ của phương Tây dành cho Kyiv sụt giảm nghiêm trọng. Tương quan lực lượng đang có lợi cho Moscow một cách rõ nét. Thứ ba, mùa đông sắp đến, thời gian phù hợp cho những trận đánh hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn không còn lại nhiều. Cho nên Nga tranh thủ, sốc tới để giành thêm lãnh thổ, đồng thời bào mòn lực lượng đối phương nhiều nhất có thể. Thời tiết mùa đông chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới cả Nga và Ukraine, đặc biệt là với bộ binh cơ giới. Không có gì ngạc nhiên khi mà chúng ta được chứng kiến lực lượng Moscow tấn công vào Avdiivka bằng xe tăng thiết giáp với quy mô lớn. Bởi lẽ vài tuần tới, thời tiết sang đông sẽ không thuận lợi cho việc sử dụng phương tiện hạng nặng. Những nắm đấm thép cũng bó tay trước mùa đông. Các nhà dự báo thường không muốn nghĩ trước quá xa, nhưng một số dự báo dài hạn cho thấy mùa đông tới có thể, nếu không ấm hơn thì ít nhất cũng không lạnh hơn năm ngoái. Đặc biệt, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ukraine dự báo tháng 12 sẽ có sương muối, nhưng mà nhiệt độ không khí trung bình ngày sẽ cao hơn thông thường từ 1 đến 1,5 độ C. Bên cạnh đó, dự báo của Wise Mitchell cũng chỉ ra rằng tháng 1 và tháng 2 cũng sẽ ấm hơn năm trước trung bình 2 độ C. Tuy nhiên, khi nói đến một đất nước rộng lớn như Ukraine, dự báo chi tiết cho từng vùng rất quan trọng. Đối với Kyiv, Lviv, Vinnytsia và các thành phố hậu phương khác, bất kể thời tiết ấm hơn hay lạnh hơn thì đều phải đối mặt trước những cuộc tấn công nhắm vào lĩnh vực năng lượng. Trong khi đó, tại tiền tuyến, nơi đang có giao tranh ác liệt, điều kiện địa lý và khí hậu vô cùng quan trọng thì nó ảnh hưởng lớn tới điều kiện tác chiến, đôi khi còn quyết định cả thành bại. Tại các khu vực phía nam như Zaporizhia và vùng Kherson, nơi đang diễn ra giai đoạn sôi sục, mùa đông hầu hết tương đối ấm áp nhưng nhiều gió, có thể gây khó khăn cho pháo binh bắn chính xác. Đồng thời, do địa hình ở đây thực sự bằng phẳng nên việc ngụy trang cũng có thể gặp khó khăn. Mặt khác, Kharkiv và Donbass, đông và đông bắc Ukraine có cảnh quan và khí hậu khá đa dạng, từ địa hình đồi núi, sông suối ở vùng Slobozhan đến thảo nguyên gần vùng Donetsk. Ở đây dễ dàng cơ động hơn phía nam nhưng việc phòng thủ cũng có được lợi thế. Mưa ảnh hưởng lớn đến giao tranh,
ở Melitopol, Berdyansk và bờ trái của vùng Kherson, mưa rất hiếm. Tại Donetsk và Kramatorsk, theo dự báo của Westmeter, mùa đông sẽ ẩm ướt hơn năm ngoái. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến ở Donbass. Chúng ta có thể nhìn thấy trước được việc xe tăng thiết giáp bị chôn vùi trong lòng đất, trong bùn và hầm hào thì lõng bõng nước. Có vẻ như trong điều kiện như vậy thì thực tế không thể tấn công được. Tuy nhiên cần phải tính đến việc các bên ngày càng ít sử dụng những nắm đấm bọc thép trực diện theo đội hình lớn. Thay vào đó thường tấn công theo nhóm cơ động nhỏ. Chiến thuật này hợp mùa đông hơn. Vì vậy sẽ không có thay đổi đáng kể nào về bản chất của các hành động tấn công của cả Nga và Ukraine. Tuyết, sương giá, công nghệ và những người không mời mà đến. Chiến đấu trong tuyết bao giờ cũng vô cùng khó khăn. Đầu tiên, nhiều phương tiện cơ giới không thể sử dụng được hoặc ít hiệu quả khi tuyết rơi. Thứ hai, tuyết có thể giúp che giấu nhưng cũng dễ bị lộ. Bất kỳ chuyển động nào của quân đội đều không thể không bị chú ý vì có dấu vết. Tuy nhiên, tuyết cũng có thể được sử dụng để gây nhầm lẫn hoặc là đánh lừa đối phương. Sương giá, một thuộc tính không thể thiếu của mùa đông và chúng cũng không kém phần quan trọng. Các binh sĩ không phải chỉ có kỹ năng sinh tồn ở nhiệt độ lạnh mà còn phải cân nhắc một số yếu tố liên quan đến việc bảo quản vũ khí, quần áo, trang bị và vị trí. Đối với thiết bị quân sự, việc bảo trì theo mùa phải được thực hiện, kiểm tra tất cả các bộ phận và chi tiết, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho hoạt động vào mùa đông. Tất cả các thiết bị, dù xe bọc thép hay ô tô đều có hai mùa vận hành, xuân hè và thu đông. Nếu nhiệt độ trung bình xuống dưới 8 độ C thì phải tiến hành thay thế hoàn toàn cách thức vận hành. Nước hoặc chất lỏng làm mát cũng như chất lỏng đặc biệt phải được tháo ra và thay thế bằng loại dành cho mùa đông. Như thực tế đã chỉ ra, đối với quân đội Ukraine có rất ít sự khác biệt đặc biệt giữa khả năng vận hành của thiết bị phương Tây và Liên Xô trong mùa đông. Về nguyên tắc, cả xe phương Tây và Liên Xô đều có chế độ khởi động nguội, khởi động động cơ ở nhiệt độ dưới 0, nhưng xe phương Tây chủ yếu sử dụng máy sưởi tự động, trong khi xe Liên Xô vẫn có máy sưởi dầu. Nếu bùn gây khó khăn cho khả năng hoạt động của máy móc, thì tuyết rơi vào mùa đông và băng vào mùa đông cũng sẽ gây thêm vấn đề trong quá trình sơ tán và sửa chữa. Thật ra điều này rất khó khăn. Trước hết, bạn sẽ không thể sửa chữa trực tiếp tại thực địa. Bạn cần tổ chức sơ tán, sau đó bố trí địa điểm để sửa chữa. Bảo vệ thiết bị khỏi bị đóng băng cũng quan trọng không kém, bởi nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, đặc biệt là pin. Các chuyên gia giải thích, chúng tôi cần chuẩn bị những chỗ đậu xe riêng biệt, chuẩn bị thảm, phủ bạt, mọi thứ sẽ giúp giữ nhiệt. Nhu cầu duy trì sự thoải mái về nhiệt độ cũng áp dụng cho binh sĩ của cả đơn vị cơ giới lẫn bộ binh. Phải có đủ củi, củi đã chuẩn bị sẵn, bếp nấu, ngụy trang phù hợp để khói không thể nhìn thấy được từ xa. Người ở trong thời tiết băng giá sẽ mất nhiệt khá nhanh nên khẩu phần ăn cũng phải bổ sung nhiều thực phẩm giàu calo để tránh bị hạ thân nhiệt. Khi thời tiết lạnh giá bắt đầu, những người bạn không mời mà đến, nhiều loài gặm nhấm khác nhau sẽ kéo đến ở với binh sĩ trong các hầm đào và những nơi ẩn náu khác. Hầu như không có thứ gì có thể bị chuột bỏ qua. Nếu thực phẩm bị đánh cắp chưa phải rắc rối nghiêm trọng thì dây điện bị cắt đứt, thiết bị đắt tiền bị hư hỏng sẽ vô cùng khó chịu. Chưa kể đến việc chúng không cho phép binh sĩ ngủ ngon giấc. UAV, tên lửa, trinh sát và pháo binh hoạt động ra sao? Máy bay không người lái UAV gồm cả UAV tấn công tầm xa, trinh sát và máy bay không người lái FPV gần như đã trở thành một trong những người chơi chính của cuộc xung đột này. Mùa đông năm ngoái, Nga đã bắn khoảng 1.000 tên lửa tầm xa và hơn 1.000 UAV kiểu Shahed có xuất xứ từ Iran vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine. Với những ước tính về sự tích lũy tên lửa của Nga và động thái găm hàng rõ ràng trong những tháng gần đây, cho thấy số vũ khí có khả năng tấn công sâu vào Ukraine khó có thể ít hơn năm ngoái. Tuy nhiên, không quân Ukraine dự đoán rằng mùa đông này, Nga sẽ sử dụng nhiều UAV hơn đáng kể do loại máy bay này đã được sản xuất ồ ạt tại Nga. Do lực lượng phòng không của Ukraine mạnh hơn năm ngoái, người Nga đang cố gắng kết hợp các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, đồng thời cải thiện khả năng ngụy trang và sử dụng vật liệu composite mới trong sản phẩm của họ. Nếu nói về UAV của Iran, sương giá sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến tầm bay vì nó có động cơ xăng. Nhưng đối với hầu hết UAV sử dụng pin lithium, có thể ngốn điện nhanh gấp đôi khi trời lạnh. Nhưng ngay cả trong trường hợp này thì cũng có những sắc thái khác nhau. Đối với hoạt động của FPV, sương giá không phải là yếu tố quyết định bởi vì tất cả kíp điều khiển phải luôn giữ ấm cho UAV vào mùa đông và khi sử dụng nó thực sự không ảnh hưởng gì đến phạm vi hoạt động hoặc phạm vi hoạt động hiệu quả của nó. Các quân nhân Ukraine cho biết điều kiện thời tiết xấu nhất không phải vào giữa mùa đông mà vào thời kỳ chuyển tiếp thu đông và đông xuân. Vào những thời điểm như vậy, mây thường trở thành nguyên nhân khiến cả máy bay cũng như UAV trinh sát hoặc tấn công đều không thể bay. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi,
UAV trinh sát có thể được sử dụng để phát hiện và theo dõi những gì đang xảy ra ở trong khu vực rộng 25 km². Khi trời nhiều mây, diện tích này có thể giảm tới 5 lần. Việc thiếu khả năng ngụy trang tự nhiên dưới dạng cỏ và lá sẽ tăng thêm phần thưởng cho việc trinh sát. Thật khó để không bị chú ý khi xung quanh hoàn toàn trắng xóa và chỉ có những thân cây trụi lá. Ở tiền tuyến, xe bọc thép di chuyển rất khó, bộ binh cũng không dễ dàng cơ động. Chỉ có pháo binh lên ngôi do các xạ thủ có điều kiện cơ động thoải mái hơn một chút nên mùa đông tới sẽ xảy ra những trận đấu pháo liên miên. Thưa quý vị, rõ ràng là vào mùa đông, người lính không thể hoạt động lâu dài vì giá lạnh nếu quân phục không được chuẩn bị chu đáo. Binh sĩ không chỉ phải được cách nhiệt mà còn phải có sẵn quần áo chất lượng để thay đổi nhanh chóng. Ví dụ khi tất hoặc là găng tay bị ướt, việc chiến đấu sẽ khó khăn hơn và có nguy cơ bị cảm lạnh rất là cao. Việc sơ tán người bị thương cũng khó khăn hơn đáng kể ở nhiệt độ thấp. Vào mùa ấm áp, nếu vết thương không nghiêm trọng, binh sĩ có thể ở lại trận địa và chờ thời điểm thích hợp để sơ tán. Vào mùa đông, họ có thể không sống được cho đến thời điểm này do thân nhiệt bị hạ xuống. Ngoài quần áo, tại tiền tuyến vào mùa đông cần rất nhiều bếp lò, máy sưởi, chăn, túi ngủ và lều. Mùa đông có lẽ là một trong những giai đoạn khó khăn nhất. Vì vậy, các bên, dù là Nga hay Ukraine đều cố gắng chú ý hơn đến việc phòng thủ. Trong tình hình hiện tại, nếu không có bên nào áp dụng biện pháp động viên bổ sung thì vẫn chưa thể nói đến khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn trên diện rộng vào mùa đông. Tuy nhiên, bản thân thời tiết có thể vừa là lợi thế, vừa là trở ngại, điều kiện đối với tất cả mọi người là như nhau. Cả Ukraine và Nga đều đã quen với điều kiện khí hậu như vậy nên khó có thể nói rằng ít nhiều ai cũng sẵn sàng hoặc quen với thời tiết lạnh giá và tuyết rơi. Nó sẽ khó khăn cho tất cả mọi người. Lúc này, ai đưa ra kết luận đúng đắn từ trận chiến tuyết năm ngoái và chuẩn bị vật chất tốt hơn cho mùa đông thì sẽ có lợi thế. Vladimir Putin đã điều hành nước Nga từ năm 1999. Trong khoảng thời gian đó, ông đã biến đất nước này trở thành một xã hội độc tài và quân phiệt. Ông đã thành công trong việc xâm lược hai nước láng giềng của Nga và củng cố mối quan hệ với Syria và Iran. Ông quyết tâm đẩy lùi trật tự thế giới phương Tây. Và có vẻ như điều này đang đạt được hiệu quả. Putin, 24 năm nắm quyền lực, đó chính là một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Trong video ngày hôm nay, xin quý vị hãy cùng Lê Minh tìm hiểu về nhân vật này. Để hiểu được làm thế nào một người có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy đối với đất nước của mình, bạn cần quay lại thời kỳ hỗn loạn và tham nhũng đã bao trùm Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Khi bức tường Berlin sụp đổ, ông Putin 40 tuổi, đang làm một điệp viên ngầm tại Đông Đức cho cơ quan an ninh Liên Xô KGB. Liên Xô đã giải thể thành 15 quốc gia mới, trong đó có Liên bang Nga mới. Trong mắt của Putin, Nga vừa mất đi 2 triệu dặm vuông lãnh thổ. Sau này ông gọi điều này là một thảm họa địa chính trị lớn của thế kỷ. Ông than phiền rằng hàng chục triệu đồng bào của ông đang ở vùng ngoài lãnh thổ Nga. Chính phủ mới phải tiến hành bán gần 45.000 doanh nghiệp công lập như các công ty năng lượng, khai thác mỏ và truyền thông đã được chính quyền trước đó quản lý. Và tình hình trở nên hỗn loạn. Nền kinh tế Nga đang trượt dốc và tất cả những công ty này rơi vào tay một số người cực kỳ giàu có, ngày nay được biết đến với tên gọi là các nhà tài phiệt của Nga. Đồng thời, nhà nước Nga mới gặp khó khăn trong việc thiết lập bản thân. Tổng thống Nga đầu tiên Boris Yeltsin đã không được yêu thích khi hợp tác với phương Tây. Và tồi tệ hơn, ông ta là một người nghiện rượu và nhiều người Nga cho rằng ông ta là một sự xấu hổ. Để duy trì quyền lực, ông đã phải dựa vào sự ủng hộ của các ông trùm tài phiệt Nga, đổi lại là một lượng lớn quyền lực chính trị chuyển giao cho họ. Tình trạng bất bình đẳng thực sự tăng cao sau sự sụp đổ của Liên Xô. Đây chính là thời điểm Putin bước vào chính trường. Ông rời khỏi KGB vào năm 1991 và trở thành phó thị trưởng thành phố Saint Petersburg. Ông Putin tận dụng vị trí của mình để đối xử đặc biệt với bạn bè và đồng minh trong khu vực tư nhân. Ông giúp họ thiết lập các độc quyền và quản lý đối thủ của họ, nhanh chóng trở thành một người được các ông trùm giàu có yêu thích. Không lâu sau, ông đã tạo nên một mạng lưới hỗ trợ bao gồm các nhà tài phiệt, trùm tội phạm và các quan chức an ninh. Hầu hết là các cựu sĩ quan KGB như ông. Với sự giúp đỡ của họ, ông nhanh chóng leo lên vị trí cấp cao của nhà nước Nga mới. Năm 1999, Tổng thống Boris Yeltsin đã bổ nhiệm Putin
người vẫn còn khá ít được người ta biết tới trong chính trị quốc gia, làm thủ tướng. Ông Putin là một người theo chủ nghĩa dân tộc một cách mạnh mẽ, lo sợ rằng ông Yeltsin đang để Mỹ chi phối Nga và rằng NATO, liên minh đã hoạt động trong nhiều thập kỷ để ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô, sẽ mở rộng hoạt động vào các quốc gia mới được giải phóng và bao vây Nga. Mục tiêu của ông Putin lúc đó trở thành xây dựng một nhà nước Nga hùng mạnh, một nhà nước có thể vừa ổn định ở nội bộ đất nước và vừa có khả năng ảnh hưởng đối với các nước láng giềng. Và ông nhanh chóng có cơ hội thực hiện mục tiêu của mình. Trong thời kỳ hỗn loạn hậu Xô Viết, tình hình bạo lực ngày càng leo thang ở Chechnya, một vùng đất đã chính thức tách khỏi Nga vào những năm 90. Các quân phiệt Chechnya và nhóm khủng bố đã tiến vào lãnh thổ Nga cũng như tấn công biên giới nước này. Vào tháng 8 năm 1999, một loạt vụ đánh bom đẫm máu đã giết chết hơn 300 người ở một số thành phố Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow. Ông Putin, thủ tướng mới, ngay lập tức đổ lỗi cho phe ly khai Chechnya về vụ tấn công này. Ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Nga, tuyên bố rằng ông sẽ trả thù cho Nga. Dân chúng nhanh chóng tụ họp xung quanh ông. Mức độ ủng hộ của Putin tăng từ 2% trước vụ đánh bom lên 45% sau vụ đánh bom. Sau này, các nhà báo đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy các cơ quan an ninh Nga có thể đã liên quan tới vụ đánh bom ở Moscow. Có thể là họ biết rằng nó sẽ khơi dậy sự ủng hộ cho một người đàn ông mạnh mẽ như là Putin. Nhưng một cuộc điều tra cấp nhà nước khép kín nhanh chóng dập tắt mọi lý thuyết trái chiều. Do đó, Nga phát động một cuộc chiến tranh phổ biến và tàn khốc ở Chechnya. Thủ đô Grozny đã bị phá hủy bởi các vụ đánh bom của Nga và một số ước tính rằng gần 80.000 người đã thiệt mạng. Và trong thời gian chưa đầy một năm, Nga đã thành công trong việc đưa Chechnya trở lại dưới sự kiểm soát của mình. Vào tháng 12 năm 1999, ông Yeltsin từ chức, đưa Putin lên trở thành tổng thống tạm quyền. Vào tháng 5, trong chiến dịch đẫm máu ở Chechnya, ông Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và ông ta đã bắt đầu tạo dựng nhà nước Nga theo tầm nhìn của chính mình. Sự bảo trợ và tham nhũng vẫn là một số công cụ quan trọng trong tay ông Putin, nhưng ông nhanh chóng áp đặt sự kiểm soát đối với các ông trùm dưới sự cai trị của mình. Những người ủng hộ Putin được thưởng, những người không ủng hộ thì bị loại bỏ. Người giàu nhất nước Nga trước đây, người chỉ trích Điện Kremlin và cựu ông trùm tập đoàn dầu Mikhail Khodorkovsky đã bị kết án 14 năm tù. Đây là một bản án mới về tội tham ô dầu mỏ. Đây thực sự là một cuộc trả thù hiệu quả của ông Putin đối với việc ông Khodorkovsky tham gia vào hoạt động phản đối chính trị. Với sự kiểm soát đối với các ông trùm, ông Putin giờ đây tự do triển khai tầm nhìn của mình bên ngoài biên giới Nga. Vào thời điểm đó, quan hệ với Mỹ khá tốt. Ông Putin thậm chí đã nghỉ mát tại biệt thự mùa hè của Tổng thống Mỹ George Bush. Nhưng mọi thứ sắp thay đổi. Vào tháng 8 năm 2008, Nga xâm chiếm Georgia, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Đó là một biểu hiện của sự hung hăng và sức mạnh của phe ly khai thân Nga ở đó. Nga nhanh chóng sáp nhập hai phần nhỏ của Georgia, gây ra sự lên án từ khắp nơi trên thế giới. Thú vị ở chỗ là Putin không phải là tổng thống trong thời điểm cuộc xâm lược diễn ra. Thực tế, Hiến pháp Nga quy định rằng tổng thống chỉ được phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp nhưng không giới hạn về số nhiệm kỳ tổng cộng mà một người có thể đảm nhiệm. Vì vậy, Putin lại trở thành thủ tướng khi người kế nhiệm mà ông đã chọn, ông Dmitry Medvedev, làm tổng thống. Khi ông Barack Obama được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2008, ông đã cố gắng thiết lập lại quan hệ với Nga và họ đã đạt được một số tiến bộ. Điểm đáng chú ý nhất là giới hạn cả hai nước về lượng vũ khí hạt nhân. Nhưng ông Putin vẫn lo lắng về dự định của Hoa Kỳ và tiếp tục phản đối quan hệ mới này. Ông đặc biệt phiền muộn về sự can thiệp của Hoa Kỳ ở Trung Đông, đặc biệt là tại Libya vào năm 2011. Ông công khai chỉ trích ông Medvedev vì không sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Putin tuyên bố tranh cử tổng thống và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2012 với một tỷ lệ đầy bất thường. Putin bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 của mình trong bối cảnh hỗn loạn. Ông nhấn mạnh phong cách cai trị độc tài ở trong nước và chiến lược quân sự ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, ông đều thể hiện sự thành thạo về thông tin. Từ khi đảm nhận chức vụ vào năm 2000, Putin đã kiểm soát chặt chẽ truyền hình Nga. Thực tế, tất cả các phương tiện truyền thông tin tức đều thuộc sở hữu của nhà nước và được sử dụng như các công cụ tuyên truyền. Chính chế độ của ông quyết định cái gì sẽ được phát sóng và cách phát sóng luôn mô tả ông như là một nhà lãnh đạo Nga mạnh mẽ. Vào năm 2012, ông đã siết chặt các quyền con người và tự do dân sự, làm rõ rằng không có chỗ cho sự trái chiều trong Nga dưới sự lãnh đạo của ông.
sử dụng truyền hình nhà nước. Ví dụ, ông đã tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ chống lại một nhóm âm nhạc nữ quyền và nhóm LGBT mang tên Pussy Riot. Màn biểu diễn mới nhất và lớn nhất trong số những buổi biểu diễn như vậy là cái được gọi là lời cầu nguyện mang phong cách punk tại nhà thờ Chúa Cứu Thế, nơi họ kêu lên những điều không thể được kêu lên trong nhà thờ. Tất nhiên, ba thành viên của nhóm punk Pussy Riot đã bị kết tội và bị kết án 2 năm tù. Tổng thống Putin đã tăng cường chiến lược ngoại giao quyết liệt của mình. Ông đã sử dụng các phương pháp quân sự truyền thống như việc gửi vũ khí và máy bay chiến đấu để hỗ trợ nhà độc tài Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria. Tuy nhiên, chế độ của ông Putin cũng đã phát triển và tạo dựng một quân đội mạng hiệu quả nhất thế giới, và ông đã sử dụng nó để gây hỗn loạn ở phương Tây. Các hacker này đã đánh cắp thông tin mật phân loại của Hoa Kỳ, hack vào tài khoản email của các chính trị gia, thậm chí đã đánh sập mạng Internet của Georgia khi mà quân đội Nga xâm lược. Và tất nhiên, họ đã cố gắng phá hoại chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton vào năm 2016. Các hacker Nga cũng đã tiến hành các chiến dịch tuyên truyền ủng hộ các ứng viên cánh hữu của châu Âu. Với điều này, ông Putin hy vọng khai thác và làm sâu sắc khoảng cách chính trị trong các nền dân chủ phương Tây. Vào năm 2014, tầm nhìn của ông Putin đã đạt đến tấn công vào Ukraine, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác. Tổng thống Ukraine đang mở cửa về phía phương Tây và ông Putin lo sợ rằng họ sẽ tham gia NATO. Do đó, các hacker Nga đã tiến hành một chiến dịch tuyên truyền chống lại ông, kích động các cuộc biểu tình ở khu vực phía đông thân Nga của đất nước. Sau đó, ông đã gửi vào các đơn vị quân đội Nga cải trang và không lâu sau, bạo lực bùng nổ. Quân đội Nga xâm nhập vào đầu năm 2014 khi ông Putin sáp nhập Crimea. Ông tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine. Đến tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga ra lệnh khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công nước láng giềng Ukraine một cách toàn diện trên 3 mặt trận. Cuộc chiến đã kéo dài gần 2 năm và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, hàng trăm ngàn binh sĩ đôi bên cũng đã ngã xuống. Và người ta tin rằng, chiến tranh tại đây sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm nữa, khi cả Moscow và Kyiv không tỏ chút thiện ý nhượng bộ nào với nhau. Cả thế giới có thể phản đối, nhưng Putin không nhượng bộ. Chiến lược ngoại giao quyết liệt của ông đã thành công trong việc làm suy yếu các nước láng giềng của Nga và cũng tập hợp người Nga quanh ông. Tuy nhiên, ông đã làm những điều này với cái giá phải trả là nhân dân Nga. Các cuộc xâm lược của ông đã dẫn đến các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc từ phương Tây, ngăn các doanh nghiệp Nga tham gia thị trường phương Tây. Đồng tiền Nga đã rớt giá mạnh và ngành công nghiệp năng lượng mà Nga phụ thuộc cũng đang dần sụp đổ. Thế nhưng phải thừa nhận rằng, cá tính của Putin không cho phép ông đầu hàng những áp lực đó. Cuối cùng thì nước Nga sẽ đi về đâu? Chúng ta chỉ có thể chờ mà xem thôi vậy. Quả bom lạm phát toàn cầu đã tung một cú đòn mạnh giáng vào nền kinh tế thế giới. Khi cú đòn thứ nhất chưa qua đi, nền kinh tế toàn cầu lại lĩnh thêm một cú đòn khác. Đó chính là cuộc khủng hoảng hàng hải đang diễn ra ngay khi tình hình Trung Đông đang leo thang và mở rộng. Vụ việc đang xảy ra mang đến hai hệ lụy. Mặc dù vậy, nó cũng là cơ hội cho Nga. Vậy nó là gì? Không để quý vị chờ lâu, Lê Minh xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Nguy cơ đóng cửa kênh đào Suez. Thưa quý vị, Trung Đông bên bờ vực leo thang khi mà Houthi, một nhóm vũ trang người Shiite kiểm soát phần lớn Yemen, đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các tàu đi lại trên Biển Đỏ. Điều này tạo thành một cuộc khủng hoảng vận tải Biển Đỏ do các cuộc tấn công của Houthi gây ra, có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu và an ninh của Trung Đông. Theo Economist, vào ngày 16 tháng 12, người Houthi đã tấn công một con tàu treo cờ Liberia bằng máy bay không người lái, trong khi vào ngày 20 tháng 12, họ phóng hai tên lửa đạn đạo vào một con tàu treo cờ Manta. Những cuộc tấn công này đã buộc các công ty vận tải container lớn nhất thế giới phải tạm dừng các tuyến đường đi qua Biển Đỏ. Điều này dẫn đến việc đóng cửa kênh đào Suez, một trong những tuyến thương mại quan trọng nhất trên thế giới. Với việc một trong những tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới tăng cường hoạt động hải quân ở Trung Đông, lợi ích trong việc giữ cho eo biển Bab el-Mandeb được thông thoáng là rất lớn. Khoảng 12% khối lượng thương mại của thế giới và khoảng 30% lưu lượng container thế giới đi qua eo biển này. Bởi vậy mới nói, việc đóng cửa Suez đã gây ra sự gián đoạn đáng kể cho chuỗi cung ứng toàn cầu, giá hàng hóa tăng lên, trong khi người ta không biết được rằng khi nào thì dòng hàng hóa mới có thể thông suốt. Tình hình leo thang trong khu vực trong 24 giờ qua mang theo hai hệ lụy chính. Một là lo ngại về kinh tế toàn cầu và hai là nguy cơ leo thang quân sự ở Trung Đông nếu phương Tây can thiệp quân sự. Hệ lụy thứ nhất, cơn bão giá khiến nền kinh tế toàn cầu điêu đứng. Về mặt kinh tế,
Ai Cập, quốc gia phụ thuộc nhiều vào kênh đào Suez ở đầu phía bắc của Biển Đỏ, để có nguồn thu sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Israel sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi vì chỉ có khoảng 5% thương mại của nước này phụ thuộc vào cảng Eilat ở Biển Đỏ. Đối với nền kinh tế toàn cầu, việc đóng cửa kênh đào Suez kéo dài sẽ làm tăng chi phí thương mại vì hàng hóa sẽ được vận chuyển hoàn toàn khắp châu Phi. Sự phát triển như vậy sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn cho việc vận chuyển và khiến phí bảo hiểm tăng vọt. Đặc biệt chú ý, khủng hoảng này sẽ đẩy giá dầu tăng cao, mà dầu mỏ là huyết mạch cho nền kinh tế toàn cầu. Cho nên những gì đang diễn ra xoay quanh khủng hoảng hàng hải là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế vốn đang thở bằng ống thở này. Hôm nay ngày 19 tháng 12 theo giờ Hà Nội, tập đoàn dầu khí khổng lồ British Petroleum cho biết rằng do Yemen, các lực lượng vũ trang của Houthi tăng cường tấn công vào các tàu buôn và công ty sẽ đình chỉ mọi hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ. Reuters đã đăng tải thông tin này. Điều này đồng nghĩa với việc dầu và khí đốt sẽ giảm nguồn cung trên thị trường thế giới, đương nhiên sẽ đẩy giá dầu và khí tự nhiên tăng lên. Quyết định của BP là bằng chứng nữa cho thấy hoạt động thương mại qua tuyến đường thủy quan trọng này đang bị đình trệ. Bên cạnh đó, Equinor Asa của Na Uy cho biết vào tối thứ hai rằng họ đã chỉ thị cho một số tàu chở dầu thô và khí hóa lỏng chuyển hướng khỏi Biển Đỏ. Các nhà phân tích tin rằng các quyết định của BP và Equinor sẽ khiến các công ty khác làm theo. Như một hiệu ứng domino, Maersk, gã khổng lồ vận tải container lớn thứ hai thế giới, cũng thông báo rằng do các cuộc tấn công vào các tàu buôn của họ, họ đã chỉ thị cho tất cả các tàu Maersk sắp đi qua eo biển Bab el-Mandeb tạm dừng ra khơi cho đến khi có thông báo mới. Eo biển Bab el-Mandeb là một tuyến đường thủy hẹp nối Ấn Độ Dương và Biển Đỏ. Bất kỳ con tàu nào sử dụng kênh đào Suez làm đường tắt giữa châu Á và châu Âu đều phải đi qua đây. Hãng vận tải khổng lồ Hapag-Lloyd của Đức cũng tuyên bố ngay sau đó rằng họ sẽ đình chỉ vận chuyển qua Biển Đỏ. Giải pháp duy nhất lúc này để các tàu buôn tránh Biển Đỏ là sẽ phải đi vòng quanh châu Phi. Đi đường vòng cũng sẽ khiến hành trình của họ phải dài thêm hàng ngàn dặm và việc vận chuyển hàng hóa bị trì hoãn. Điều này cũng sẽ làm tăng chi phí vận chuyển. Mỹ và các đồng minh hiện đang xem xét liệu có nên mở rộng lực lượng đặc nhiệm hàng hải hiện có ở Biển Đỏ để bảo vệ các tàu thương mại hay là không. Như chúng ta đã biết, hơn 80% thương mại hàng hóa toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển. Nhưng những vụ việc liên quan tới việc không thể lưu thông kênh đào Suez sẽ khiến dòng chảy hàng hóa qua đường biển bị tổn thương. Vì có khoảng 12% thương mại toàn cầu phụ thuộc vào kênh đào Suez và 5% vào kênh đào Panama. Nhưng năm nay, kênh đào Panama đã bị hạn hán nghiêm trọng trong khu vực và hoạt động vận chuyển qua kênh này cũng bị ảnh hưởng. Hàng hóa vận chuyển đến châu Á cần phải đi qua những tuyến đường dài hơn, khiến kênh đào Suez càng trở nên quan trọng hơn. Bây giờ kênh đào Suez lại phải đóng cửa, điều này sẽ khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt. Ở góc độ kinh tế, khi cuộc chiến chống Nga nổ ra, các lệnh trừng phạt mà phương Tây tung ra lớn chưa từng có, điều này kích nổ quả bom lạm phát. Bây giờ cuộc khủng hoảng hàng hải này là một cú đòn thứ hai nhắm thẳng vào cơn bão giá trong hai mặt hàng dầu khí và khí đốt. Đây vốn là hai mặt hàng chiến lược cho nền kinh tế thế giới. Nhìn rộng hơn một chút, chúng ta sẽ thấy trong hai năm qua, kênh đào Suez đã trở thành một tuyến đường chính cho thương mại khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Đặc biệt là châu Âu vốn hoàn toàn phụ thuộc vào dòng vận chuyển khí đốt cung cấp cho lục địa này khi mà EU tuyên bố sẽ cấm vận dầu và khí đốt của Nga qua đường ống. Bây giờ sự cố kênh đào Suez buộc châu Âu phải quay lại đàm phán với Nga về việc cung cấp dầu và khí đốt trước khi cơn bão giá dầu và khí đốt thui rụi ngân khố của lục địa này. Tức là việc nối lại đường ống dẫn dầu và dẫn khí từ Nga sang EU sẽ sớm được nối lại, hay lệnh trừng phạt lên mặt hàng này của Nga sẽ dần dần được dỡ bỏ, hoặc âm thầm hoặc công khai. Như chúng ta đã biết, khi một cánh cửa này đóng lại với người này thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho một ai đó. Và Nga trong trường hợp này là một người được hưởng lợi từ việc giá dầu và khí đốt sẽ tăng cao. Họ có quyền làm mình làm mẩy với châu Âu, tức là lợi ích của Nga đang gia tăng cả về kinh tế lẫn quyền lực mềm đối với châu Âu. Hệ lụy thứ hai, cuộc khủng hoảng hàng hải kéo theo biến động của Trung Đông. Ngoài tác động về kinh tế, cuộc khủng hoảng còn làm gia tăng rủi ro an ninh ở Trung Đông. Houthi là một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn và các cuộc tấn công của họ gây ra mối đe dọa cho sự ổn định trong khu vực. Cuộc khủng hoảng hải quân ở Suez có khả năng ảnh hưởng đến cả những diễn biến ở Trung Đông, dù nơi đó cách Gaza hơn 1.000 dặm.
biến cuộc chiến giữa Israel và Hamas thành một vấn đề toàn cầu với những hệ lụy đối với nền kinh tế toàn cầu. Bab el-Mandeb là một eo biển giữa châu Phi và bán đảo Ả Rập, nơi ước tính khoảng 12% thương mại thế giới thường xuyên chảy qua và có lẽ là 30% lưu lượng container toàn cầu đều đi qua đây. Nó đã trở thành một khu vực cấm đi lại khi các tàu tấn công của người Houthi có trụ sở tại Yemen, bên ngoài là ủng hộ người Palestine ở Gaza. Vào ngày 16 tháng 12, người Houthi đe dọa tấn công một con tàu khác bằng máy bay không người lái và bắn hai tên lửa đạn đạo vào MV Platinum 3, một trong số đó đã bắn trúng con tàu. Cuộc tấn công vào Platinum 3 là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo được sử dụng nhắm vào một con tàu. Tất cả tàu đều treo cờ Liberia. Cũng trong ngày này, tàu chiến Mỹ USS Carney đã bắn hạ 14 máy bay không người lái trên Biển Đỏ, trong khi tàu Anh MS Diamond phá hủy một chiếc khác. Đối mặt với nguy cơ tàu bị tê liệt và thủy thủ đoàn thiệt mạng ngày càng tăng, ngành vận tải biển toàn cầu đang chuyển sang chế độ khẩn cấp. Điều này làm nghiêm trọng hơn hệ lụy từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Thiệt hại cho phương Tây đang tăng lên từng ngày. Điều này sẽ khiến họ mạnh tay và quyết đoán hơn để giải quyết khủng hoảng hàng hải. Tất nhiên nó kéo theo sự gia tăng xung đột ở đây, khi các nước phương Tây đang cố gắng lập lại trật tự. Nhưng mối đe dọa của Houthi rất đáng sợ và phức tạp. Khẩu hiệu của nhóm chiến binh bao gồm lời hô hào cái chết cho Israel, nguyên rủa người Do Thái và tuyên bố nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu đang hướng đến các cảng của Israel cho đến khi thực phẩm và thuốc men được chuyển đến Gaza, vốn treo cờ Hồng Kông đi từ Oman đến Ả Rập Saudi. Bởi vậy mới nói, chúng ta cần phải rạch ròi trong lời mà Houthi tuyên bố với hành động thực tế mà họ làm. Các đối thủ trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo và Houthi có một kho tên lửa chống hạm khổng lồ vào thời điểm này, tức là nó có vai trò ẩn sau của Iran. Tình báo Israel vẫn không tin rằng các cuộc tấn công mới nhất được ủy quyền bởi quân đoàn 6.000, một đơn vị thuộc lực lượng Quds của Iran, hợp tác với người Houthi trong một trung tâm chỉ huy chung. Tuy nhiên, nhóm này được cho là đã nhận được thông tin về việc vận chuyển từ các tàu giám sát của Iran ở Biển Đỏ. Cần lưu ý là mặc dù Iran vẫn ấp ủ chiến lược gây áp lực nhất định vào Biển Đỏ, nhưng mọi cuộc tấn công của Houthi thì Iran lại kiểm soát hoàn toàn hoạt động của nó, mà hiện tại các cuộc tấn công đang ngày càng lan rộng sang nhiều quốc gia hơn. Điều này khiến tình hình leo thang xung đột vũ trang ở Trung Đông ngày càng gia tăng. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem Mỹ sẽ giải quyết rắc rối này như thế nào nhé. Washington muốn sử dụng Na Uy để chống lại Houthi. Nhìn lại toàn bộ diễn biến Trung Đông, chúng ta sẽ thấy Mỹ đã có sự can thiệp đơn phương vào đây, nhưng sự can thiệp này có thể gây ra phản ứng tiêu cực giữa các quốc gia thuộc các chế độ quân chủ Ả Rập vì thái độ của họ đối với ý tưởng này rất mơ hồ. Như chúng ta đã biết, các nước Ả Rập trong những năm gần đây đã mất lòng tin vào Hoa Kỳ và cách mà họ chọn đứng về phía Nga trong cuộc chiến chống lại phương Tây đã thể hiện rõ quan điểm này. Washington vài ngày trước đã chống lại lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong khi 153 quốc gia trong tổng số 193 thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ lệnh ngừng bắn. Và đối với người Ả Rập, họ thấy không đồng tình với cách giải quyết vấn đề của Washington khi một mực đứng về Israel bất chấp những sai phạm nhân đạo đã và đang xảy ra. Nhìn chung thì Mỹ đang có những động thái khó hiểu. Họ không phải đang dàn xếp để có thể đàm phán và bình ổn cho khu vực Trung Đông, mà họ đang điều khiển hậu trường để làm gia tăng căng thẳng chăng? Vừa rồi chúng ta cũng đã nói tới việc đây sẽ là cơ hội vàng cho Nga. Ngoài lợi ích kinh tế, những gì đang diễn ra mang lại cho Nga lợi ích về địa chiến lược vô cùng to lớn. Tuyến đường biển phía Bắc sẽ thay đổi thế giới. Nhìn trên bản đồ này, chúng ta sẽ thấy tuyến đường biển phía Bắc kết nối phần lớn phía Đông và phía Tây của Bắc Băng Dương. Khi trái đất nóng lên, băng tan đã để lộ ra tuyến đường chiến lược này. Tuyến đường có chiều dài 5.600 km, bắt đầu từ biên giới giữa biển Bahrain và biển Kara và kết thúc tại eo biển Bering giữa Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. Tuyến đường phía Bắc gần Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hơn tuyến đường biển phía Nam. Điều này thúc đẩy thương mại ở khu vực Bắc Cực. Đáng nói là Nga lại nằm dọc tuyến đường này. Nước này cũng có lợi thế trong khu vực vì đây là quốc gia duy nhất trên thế giới có đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, dự kiến sẽ có 13 chiếc vào năm 2030. Đặc biệt chú ý, đây là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. Nó ngắn hơn 30-40% so với các tuyến đường sử dụng kênh đào Suez, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm tác động đến môi trường. Tuyến đường này cũng dễ di chuyển hơn vì không có đi qua khu vực Trung Đông đầy bất ổn chính trị và không có các cuộc tấn công của cấp biển.
Bởi vậy mới nói những gì đang diễn ra ở Suez và Biển Đỏ hoàn toàn có lợi cho Nga khi Moscow liên tiếp đầu tư và củng cố tuyến đường này trong thời gian gần đây. Nếu tuyến đường này được vận hành, chắc chắn nó sẽ cạnh tranh với tuyến đường hàng hải truyền thống qua kênh đào Suez. Khi đó, người Nga sẽ là người có tiếng nói trong việc áp đặt luật chơi. Hôm nay, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh cấm bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga dựa trên giá trần mà phương Tây áp đặt. Lệnh cấm đã được gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Quyết định này là hoàn toàn dễ hiểu vì tình hình Trung Đông leo thang căng thẳng, khủng hoảng hàng hải do phải đóng cửa kênh đào Suez và căng thẳng ở Biển Đỏ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu và khí đốt trên toàn cầu. Bây giờ người ta sẽ phải chạy đến để mua năng lượng của Nga và Nga sẽ ra giá. Nếu các vị dỡ bỏ lệnh trừng phạt, dỡ bỏ áp đặt giá trần đối với năng lượng của Nga, chúng tôi sẽ bán. Bằng không thì sẽ không có giọt dầu Nga nào được bán ra. Cho nên mới nói, nguy cơ đối với người này sẽ là cơ hội đối với người khác. Và trong những ngày tới, chúng ta sẽ theo dõi cách mà Mỹ sẽ làm gì ở Trung Đông để bảo vệ tuyến đường vận tải hàng hải thế giới này quý vị nhé. Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga mới đây thông báo về sự phát triển năng lực chiến đấu của tiêm kích Su-57 nhờ động cơ thế hệ mới mang tên Izdelie 30, còn gọi là sản phẩm 30, đã sẵn sàng. Khi mà căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và phương Đông, các quốc gia đang nâng cấp quân đội của mình phòng khi chiến tranh lạnh nóng trở lại. Các siêu máy bay tiêm kích của Mỹ và Nga không nằm ngoài xu hướng này. Nhưng mà máy bay phe nào sẽ thống trị bầu trời? Xin mời quý vị cùng Lê Minh tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Nga phát triển tiêm kích tàng hình Su-57 hai người lái. Tờ Kiev Post mới đây đưa tin, tập đoàn máy bay thống nhất UAC của Nga đã đăng ký bằng sáng chế mới cho phiên bản hai người lái của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, NATO định danh là Phalanx. Có nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc máy bay này có thể được dùng để xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu nội địa. Trong bằng sáng chế, UAC đã phác thảo các thông số kỹ thuật của thiết kế mới, cũng như những chi tiết xung quanh vai trò và khả năng của nó. Su-57 hai người lái sẽ hoạt động như một trạm chỉ huy trên không, kết nối mạng cho các nhóm máy bay hỗn hợp. Kết quả kỹ thuật của phát minh là làm giảm mức độ phản xạ radar, tăng khả năng cơ động của máy bay lên đến khả năng siêu cơ động, tăng đặc tính khí động học tối ưu của máy bay ở tốc độ bay siêu âm và cận âm, mở rộng chức năng về mặt tương tác thông tin liên lạc. Bằng sáng chế đã viết như vậy. Bằng sáng chế cũng cho biết phi công phụ ở buồng lái phía sau hoạt động như một trạm chỉ huy trên không để chỉ đạo các máy bay khác, cả máy bay có người lái và UAV. Trường thông tin và chỉ huy chuyên dụng của buồng lái phía sau so với buồng lái phía trước có những điểm khác biệt sau. Màn hình hiển thị tình huống toàn cảnh mở rộng và màn hình bổ sung để tăng phạm vi làm việc của người điều khiển. Bộ điều khiển để chuyển mức độ ưu tiên điều khiển từ buồng lái này sang buồng lái khác. Đồng thời thiết kế cũng loại trừ các tính năng không yêu cầu sự điều khiển của phi công thứ hai, giúp người này có thể chuyên tâm vào việc nhận thông tin từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau, trên không, trên bộ và trên biển, để nhanh chóng phân tích và đưa ra khuyến nghị hoặc ra lệnh thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cho các máy bay của nhóm, có tính đến nhiên liệu và thiết bị chiến đấu của họ. Chiếc máy bay 2 chỗ ngồi được đề xuất của Nga cũng sẽ cho phép chuyển giao quyền điều khiển chuyến bay từ phi công này sang phi công khác, giống như các máy bay chiến đấu có 2 chỗ ngồi hiện có, nhưng có những khác biệt không xác định về khả năng điều khiển. Điều này có thể sẽ ưu tiên các điều khiển của đài chỉ huy hơn khả năng của ghế sau để thực hiện tất cả các nhiệm vụ có sẵn cho phi công ngồi trước. Hiện chưa rõ với các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên ngành hàng không vũ trụ của Nga sau khi mà cuộc chiến Ukraine bùng nổ và việc Moscow gặp khó khăn trong đáp ứng các nhu cầu quân sự và hàng không nội bộ của mình, thì chương trình phát triển Su-57 hai chỗ ngồi có được triển khai suôn sẻ, nhanh chóng, thành công hay là không? Su-57 sẽ như hổ mọc thêm cánh. Thưa quý vị, mới đây tập đoàn nhà nước Rostec của Nga đã thông báo về sự phát triển năng lực chiến đấu của tiêm kích Su-57 nhờ động cơ thế hệ mới mang tên Izdelie 30, sản phẩm 30 đã sẵn sàng. Cơ quan báo chí của Rostec nói với RIA Novosti rằng khả năng chiến đấu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 đang ngày càng phát triển. Họ bắt đầu trang bị cho nó động cơ giai đoạn 2, sản phẩm 30. Nền tảng Su-57 đang phát triển. Khả năng chiến đấu của nó ngày càng được nâng cao, những công nghệ hiện đại nhất đang được áp dụng. Máy bay Su-57 được điều chỉnh để sử dụng cả động cơ giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Với động cơ giai đoạn 1, máy bay chiến đấu đáp ứng các yêu cầu cơ bản đối với máy bay thế hệ thứ 5. Rostec đã cho biết như vậy. Họ cũng nói thêm rằng máy bay chiến đấu này đang trải qua các chuyến bay thử nghiệm với động cơ giai đoạn thứ 2. Và trong khuôn khổ hợp đồng sản xuất hiện tại, Rostec sẽ cung cấp cho máy bay một động cơ mới. Theo các nguồn tin mở,
6 máy bay chiến đấu như vậy trước đây đã được đưa vào biên chế và đến cuối năm 2024, quân đội Nga sẽ nhận thêm 22 chiếc nữa. Bất chấp mọi lời bàn tán về Isdelie 30, sự phát triển của nó vẫn không dừng lại. Tuyên bố mới đây của Rostec đã xác nhận điều này. Do yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đưa Su-57 vào sẵn sàng chiến đấu, một số máy bay trang bị động cơ giai đoạn thứ 2 vừa làm nhiệm vụ trực chiến, vừa thử nghiệm. Vào thời điểm hợp đồng cung cấp 76 máy bay hiện tại hoàn tất, động cơ mới sẽ được sản xuất nối tiếp để dự trữ và trang bị cho các máy bay thuộc hợp đồng mới. Thiếu tướng Vladimir Popov, phi công quân sự danh dự của Liên bang Nga cho biết động cơ mới mạnh hơn và tiết kiệm hơn nhờ hệ thống kiểm soát cung cấp nhiên liệu tự động. Isdelie 30 là một động cơ hoàn toàn mới chứ không phải là sự hiện đại hóa của các mẫu trước đó. Lực đẩy của nó đã được tăng lên 17,5 đến 19,5 tấn. Với động cơ mới, máy bay có thể bay siêu âm trong toàn hành trình mà không cần buồng đốt sau tăng lực, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm đáng kể khả năng bị phát hiện bởi các hệ thống trinh sát quang hồng ngoại. Danh hiệu máy bay thế hệ thứ 5 nhanh nhất mà không cần tăng lực dành cho Su-57 đã được khẳng định một cách khá vững chắc. Nó đã vượt các đối thủ như là F-22 và F-35 của Mỹ vốn vẫn phải dùng buồng đốt phía sau. Kịch bản F-35 và Su-57 đối đầu nhau. F-35 và Su-57 lần lượt là các siêu tiêm kích hàng đầu của các cường quốc quân sự Mỹ và Nga. Mỗi loại phi cơ đều có những thế mạnh và nhược điểm riêng. Trong gần 3 thập kỷ, Mỹ đã giữ thế độc quyền về phi cơ chiến đấu tàng hình. Nước này trình làng công nghệ tàng hình bằng máy bay F-117A Nighthawk vào đầu thập niên 80 và đây là quốc gia đầu tiên bước vào kỷ nguyên chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 vào năm 1997, khi chiếc F-22A Raptor cất cánh. Khi thế giới bước sang thiên niên kỷ mới, Mỹ phối hợp lực lượng với các đồng minh chính của mình để phát triển một họ các tiêm kích cơ tàng hình đa nhiệm thế hệ 5. Trong số này nổi lên chiếc F-35 Lightning II, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. F-35 khai thác các công nghệ tiên tiến để đem tới một loạt năng lực thế hệ 5. Tuy nhiên, F-35 không phải là chiến đấu cơ tối tân duy nhất được giới thiệu vào đầu thiên niên kỷ thứ 3. Trong khoảng những năm 2000, Mỹ và các đồng minh phương Tây dõi sang phía Đông, khi cường quốc quân sự Nga tiến sát đến việc cho ra đời tiêm kích cơ tàng hình thế hệ 5. Vào đầu năm 2010, Mỹ chính thức đánh mất thế độc quyền khi chiếc Sukhoi T-51 của Nga, nguyên mẫu đầu tiên cho dòng máy bay Su-57, vút lên bầu trời lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 1 năm 2010. Trong thập kỷ qua, các nhà sản xuất và các bên vận hành đã tiếp tục phát triển và hoàn thiện năng lực của máy bay F-35 và Su-57. Các chiến đấu cơ này được định hướng làm phương tiện răn đe trong các khu vực điểm nóng chính trên toàn cầu. Khi các nước thành viên khối quân sự NATO chuyển đổi máy bay chiến đấu cũ hơn của họ sang F-35, Nga bắt đầu lặng lẽ đưa lô hàng Su-57 đầu tiên của mình vào hoạt động. Vậy thì loại máy bay nào có lợi thế hơn? Chúng ta sẽ cùng phân tích cụ thể dưới đây. Thứ nhất là về năng lực. Su-57 chủ yếu là một tiêm kích cơ giúp chiếm ưu thế trên không, còn nhiệm vụ quan trọng thứ hai là tiến hành cường kích, khá tương tự như là F-22. Không giống Su-57, dòng F-35 được thiết kế nhằm làm máy bay tàng hình thế hệ 5 thuần túy có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ trong không gian tác chiến nhiều mảng. F-35 Lightning II có khả năng thực hiện ưu thế trên không, hỗ trợ cận chiến trên không, tác chiến điện tử, tình báo, theo dõi và trinh sát, tấn công chiến lược, cũng như là chấn áp phòng không đối phương. Rất đa nhiệm. Hiện nay Nga chỉ có một biến thể sản xuất đại trà của Su-57, mặc dù họ tuyên bố có thể phát triển một số biến thể từ bản gốc. Nga lần đầu thúc đẩy một phiên bản thứ hai, Su-57E vào tháng 3 năm 2019, có thể dùng cho xuất khẩu. Thế nhưng mà liệu rằng dự án này có đi vào hiện thực được hay không thì còn là một vấn đề lớn, khi mà Nga đang hứng chịu những lệnh trừng phạt rất nặng nề của phương Tây về công nghệ. Thứ hai là về tác dụng. F-35 khác biệt lớn ở đây. Có 3 phiên bản khác nhau đáng kể của loại máy bay này đều đáp ứng một loạt đòi hỏi trong không gian tác chiến đa mảng. Các biến thể bao gồm F-35A cho cất và hạ cánh thông thường, F-35B cho cất và hạ cánh thẳng đứng trong thời gian ngắn, và F-35C là biến thể cho tàu sân bay thông thường. Phiên bản Su-57 của hãng Sukhoi có cùng mức độ được sử dụng như là F-35A, với điều kiện là cả hai nền tảng này cất cánh từ đường băng trên đất đã được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, điều mang lợi thế cho Lightning II là khả năng của nó trong việc cất cánh từ tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ lưỡng cư thông qua các biến thể F-35B và F-35C. Các biến thể này cho phép các lực lượng quân sự phóng chiếu sức mạnh không quân trên biển từ một căn cứ di động, có thể triển khai tới bất cứ góc biển nào trên toàn cầu. Thứ ba là về thiết kế và tốc độ.
Khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa F-35 và Su-57 là thiết kế tổng thể. Hình dáng khí động học của chiếc Su-57 được tối ưu hóa mạnh mẽ để đạt được tỷ lệ nâng trên cản ở mức cao trong khi bay ở tốc độ siêu thanh, giúp nó nhanh hơn F-35. Su-57 sở hữu hai động cơ turbofan hậu nhiên khí so với chỉ một của F-35. Động cơ của Su-57 cũng được tối ưu hóa để cho phép phi cơ bay ở tốc độ siêu âm mà không cần tăng tốc động cơ vượt giới hạn. Chiếc máy bay của Nga còn có vector đẩy tốt giúp nó sở hữu phẩm chất siêu cơ động trong hành trình bay. Thứ tư là về tàng hình. Trên phương diện này, có sự tranh cãi về mức độ tàng hình của Su-57. Trong khi đó, F-35 được thừa hưởng lịch sử phát triển công nghệ tàng hình dài lâu của Lockheed Martin, nhưng vẫn có những vấn đề nhất định. Các biến thể F-35B và C có nguy cơ bị tổn hại cấu trúc và đánh mất ưu điểm tàng hình nếu như chúng bay ở tốc độ siêu thanh trong thời gian dài. Thứ năm là công nghệ tương lai. Một trong các đặc điểm quan trọng nhất của F-35 là máy bay này sử dụng hệ thống liên lạc điện tử hàng không tiên tiến và các công nghệ tổng hợp cảm biến cùng với năng lực kết nối và trao đổi thông tin với các hệ thống không quân, lục quân và hải quân. Nhưng Su-57 cũng được thiết kế với năng lực tương tự. Như F-35, máy bay tiêm kích Nga có khả năng kết nối và trao đổi dữ liệu với các phương tiện khác trong không gian tác chiến. Hai loại máy bay đều có cấu trúc thiết kế mở, cho phép chúng tích hợp các công nghệ mới nhằm phù hợp với các thách thức mới nảy sinh. Thứ sáu là về vũ khí. Về khía cạnh này, cả hai loại máy bay đang so sánh đều được trang bị một loạt đạn dược, bao gồm các loại tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa diệt hạm và bom. Mặc dù F-35 có một giải lựa chọn vũ khí rộng hơn. Để duy trì đặc tính tàng hình, cả hai chia đối cơ đều có khoang vũ khí bên trong. Chúng đều có mấu cứng bên ngoài để gắn bom đạn và thùng nhiên liệu. Tất nhiên khi ấy sẽ bị giảm độ tàng hình. Su-57 có 12 mấu cứng so với 10 của F-35. Vậy thì câu hỏi là những nước nào sử dụng các máy bay này? Cả hai nền tảng này đều được phát triển từ đầu nhằm đáp ứng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên F-35 vượt xa Su-57 về mặt này. F-35 là sản phẩm của một chương trình phát triển đa quốc gia. Trong khi đó, Su-57 được phát triển nội địa. Dù cho Nga đã nỗ lực hợp tác phát triển một biến thể của loại này với phía Ấn Độ. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang để mắt đến Su-57 sau khi nước này bị gạt khỏi chương trình F-35 vào năm 2019. Tuy nhiên, có tới 12 quốc gia đã chính thức đặt mua F-35 để thay thế đội máy bay cũ kỹ của mình. Bản thân Mỹ đang phấn đấu có được tổng cộng 2.443 máy bay F-35 để trang bị cho hải lục không quân của họ. Và nhìn tổng thể, số lượng F-35 được đưa vào hoạt động là trên 3.000. Trong khi đó, Su-57 gần như không thể vươn tới tầm này trong hoạt động xuất khẩu của mình. Thưa quý vị, như vậy là cả F-35 và Su-57 đều có ưu và nhược riêng và có thế mạnh nổi trội trong một số lĩnh vực. Su-57 vẫn được định hướng chính cho cận chiến trên không, còn F-35 được phát triển để đáp ứng một số vai trò rất đa năng. F-35 có lợi thế hơn so với Su-57 trong khía cạnh tàng hình và cũng có phổ vũ khí rộng hơn. Nhưng nhờ tốc độ cao và mức độ siêu cơ động, máy bay của Nga lại vượt trội F-35 khi mà không chiến. Còn bây giờ thì quý vị hãy tự chọn cho mình một chiếc chiến đấu cơ yêu thích nhất nhé! Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin chấn động mà cũng thật đáng buồn cho quân đội và nhà nước Nga trong những ngày gần đây. Đó là chỉ nội trong vòng 8 ngày thôi, hệ thống phòng không của Nga đã hai lần bắn hạ nhầm chiến đấu cơ của chính quân mình. Trong đó có cả chiến đấu cơ tiêm kích Su-35S tiên tiến nhất. Chứng kiến cảnh tình này, nhiều blogger và chuyên gia quân sự của Nga đã phải chua chát đăng đàn mà cảm thán rằng với tốc độ hoạt động của các hệ thống phòng không anh hùng như của Nga hiện nay thì chúng ta sẽ sớm mất đi lực lượng không quân của chính mình. Và trên thực tế thì không chỉ trong cuộc chiến khốc liệt giữa Nga và Ukraine lần này mới xảy ra tình trạng lực lượng phòng không Nga bắn nhầm vào máy bay của chính quân mình, mà lịch sử quân sự đã ghi chép tại các trận chiến trong quá khứ, các chiến đấu cơ của Nga từng bị đồng đội của mình bắn hạ cũng không hề ít chút nào. Vậy những tình tiết vừa éo le lại vừa thảm khốc này diễn ra như thế nào? Tại sao giữa lực lượng phòng không và không quân Nga lại cứ hay để xảy ra tình trạng quân ta bắn quân mình như thế? Những tai nạn ngoài ý muốn, tối kỵ và không đáng có này đã và đang bộc lộ điểm yếu chết người gì của quân đội Nga. Các chuyên gia phân tích và nhà bình luận quân sự nhìn nhận về những sự cố tang thương này như thế nào? Bằng chứng phân tích mà họ đưa ra liệu có thuyết phục hay là không? Có quá nhiều tình tiết và câu hỏi cần phải được làm sáng tỏ ở đây. Vậy thì không chần chừ thêm nữa, trong khuôn khổ của video này, Lê Minh xin kính mời quý khán giả cũng hãy đồng hành cùng chúng tôi để làm sáng tỏ vấn đề này. Thực hư chuyện lực lượng phòng không Nga bắn hạ máy bay của chính quân mình
Vụ vô tình bắn hạ quân mình đầu tiên của lực lượng phòng không Nga được cho là xảy ra vào ngày 28 tháng 9 vừa qua tại khu vực Tokmak, rất gần tiền tuyến. Video trực tiếp cho thấy vụ khai hỏa vô tình này xảy ra vào ban đêm. Sau khi trúng đạn, một chiếc máy bay chiến đấu của không quân Nga đã lao xuống đất như một quả cầu lửa. Được biết, đây là chiếc phi cơ Su-35S tiên tiến nhất của Nga, có trị giá 43 triệu USD tính theo đơn giá của nước sở tại. Còn nếu tính theo giá Su-35 mà phía Nga bán cho Trung Quốc thì một chiếc máy bay như trên có giá lên tới 80 triệu đô. Đây đã là chiếc Su-35S thứ 5 của Nga bị mất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Mặc dù Nga từ chối xác minh công khai tin tức này, nhưng Bộ Quốc phòng Anh cho biết, theo thông tin cập nhật tình báo quốc phòng định kỳ, có độ tin cậy từ 80 đến 90% rằng một máy bay chiến đấu Su-35S của Nga đã bị phá hủy trong ngày 28 tháng 9. Ngày 30 tháng 9, một phóng viên người Anh đã đăng tải bức ảnh trên Telegram được cho là mảnh vỡ của chiếc Su-35 bị bắn rơi. Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống phòng không Nga bắn hạ máy bay của chính mình. Theo thống kê của Newsweek, tính đến tháng 8 năm nay, có hơn 1/5 số tổn thất của Nga trên các loại máy bay ở tiền tuyến là do chính phía họ gây ra. Tất nhiên, điều này không chỉ bao gồm các cuộc tấn công vô tình của hỏa lực mà còn bao gồm cả lỗi hệ thống, lỗi do phi công điều khiển, vân vân. Vụ tai nạn chiến đấu cơ thứ hai xảy ra vào ngày 6 tháng 10. Địa điểm xảy ra tai nạn được cho là ở Mariupol. Chiếc máy bay bị rơi lần này vẫn là Su-35 của Nga, nhưng có thể phi công đã thoát nạn. Mariupol cách tiền tuyến hơn 80 km. Hiển nhiên, có nhiều khả năng là chiếc chiến đấu cơ đắt đỏ và tối tân này cũng lại bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ. Các vụ tai nạn máy bay thảm khốc do vô tình bắn trúng quân mình thường xuyên xảy ra ở Nga, cho thấy không có sự xác định rõ về bạn hay thù giữa lực lượng phòng không và không quân tác chiến. Đối với lực lượng phòng không, họ có thể nhìn thấy máy bay bay qua nhưng không biết là chiến đấu cơ của địch hay của mình, nên không có gì ngạc nhiên khi xảy ra các vụ tấn công nhầm như vậy. Trong tác chiến, nếu không nhận diện được bạn hay thù, thì nguy cơ bị hạ gục bởi chính đồng đội của mình là rất lớn. Trên thực tế, trong các cuộc chiến tranh trước đây, những tai nạn quân sự do chính người dân của nước mình gây ra cũng không phải là không phổ biến. Lấy chiến tranh vùng vịnh làm ví dụ, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams vốn không gặp sự cố bị kẻ thù tiêu diệt, nhưng nó lại gặp sự cố do chính quân mình tiêu diệt. Trong suốt chiến tranh vùng vịnh, Hoa Kỳ cũng đã phải chịu tổng cộng 35 người thiệt mạng do hỏa lực, chiếm 24% tổng số thương vong. Điều này chủ yếu là do khoa học công nghệ những năm 1990 không thể so sánh với ngày nay. Khi đó, hệ thống định vị toàn cầu vẫn là một sản phẩm hoàn toàn mới lạ và tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cũng chỉ mới được đưa vào sử dụng mà thôi. Lấy một ví dụ khác từ chiến tranh vùng vịnh, trong cuộc chiến này, Mỹ đã điều động nhiều tàu sân bay phối hợp hoạt động với không quân, hải quân sử dụng máy bay chiến đấu F-14 Tomcat. Hình dáng đẹp đẽ và vẻ ngoài hào hùng, chúng cũng được tất cả những người hâm mộ quân đội yêu thích. Trong khi quân đội Mỹ sử dụng chủ yếu là máy bay chiến đấu F-15, nhưng khi nhìn vào hồ sơ chiến đấu của toàn bộ chiến tranh vùng vịnh thì những chiếc chiến đấu cơ F-14 gần như không có chiến tích gì và chỉ bắn hạ được một trực thăng. Trong khi đó, F-15 của không quân Mỹ bắn rơi 34 máy bay của quân đội Iraq. Thậm chí có một chiếc F-15 của Mỹ bàn giao cho quân đội Ả Rập Saudi đã bắn hạ tới 2 máy bay địch. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, trong đó nguyên nhân chính là do chiến tranh vùng vịnh là một hoạt động chung của nhiều quốc gia. Ngoài Mỹ còn có các đồng minh như là Ả Rập Saudi, Anh, Pháp, và thời điểm đó thì không thể tiến hành nhận dạng bạn hay thù ở tầm xa. Nói chính xác là vào thời điểm đó, Hải quân Mỹ không có tiền để nâng cấp radar của F-14 để nó có khả năng NCTR. Cái được gọi là NCTR là thuật ngữ quân sự viết tắt của cụm từ nhận dạng mục tiêu khâu hợp tác, mà người ta hay gọi là hệ thống nhận dạng để phân biệt bạn hay là thù. Chiến đấu cơ F-14 chỉ có thể tấn công mục tiêu sau khi xác nhận nó bằng mắt thường. Điều này đã trói chân chủng tiêm kích này rất nhiều, đặc biệt là tên lửa không đối không tầm xa Phoenix được máy bay F-14 trang bị, có tầm bắn hơn 200 km, và đã thể hiện sự xuất sắc trong chiến tranh Iran-Iraq. Tuy nhiên, do không có hệ thống nhận dạng bạn thù nên F-14 gần như không phát huy được sức mạnh gì đáng kể. Chính vì chưa có hệ thống nhận dạng bạn hay thù phù hợp nên khi không quân và hải quân Mỹ được giao nhiệm vụ thì phần lớn nhiệm vụ của F-14 là tuần tra, trong khi nhiệm vụ tấn công được giao cho tiêm kích F-15 nhiều hơn. Qua những bài học rút ra từ chiến tranh vùng vịnh 30 năm trước, chúng ta có thể rút ra hai kết luận. Thứ nhất,
hệ thống nhận dạng NCTR, tức là nhận dạng bạn hay thù, là cực kỳ quan trọng trong chiến tranh hiện đại. F-14 là một máy bay chiến đấu rất xuất sắc, được trang bị tên lửa tầm xa Phoenix. Không có máy bay chiến đấu thứ hai trong toàn bộ hệ thống của đồng minh có tầm bắn đáng gờm và chính xác như vậy. Nhưng vì F-14 không có hệ thống nhận dạng bạn thù, nên nó chỉ có thể ở lại phía sau và chịu trách nhiệm tuần tra mà thôi. Và bài học ở đây là đừng ra tiền tuyến, nếu không bạn có thể bắn hạ nhiều người của mình hơn là kẻ thù. Thứ hai, chúng ta có thể thấy sức mạnh công nghệ mạnh mẽ của Mỹ trong chiến tranh vùng vịnh 30 năm trước. Các chủng chiến đấu cơ như F-15, F-18 và các máy bay chiến đấu khác đã được trang bị hệ thống nhận dạng để mà phân biệt rõ bạn hoặc thù. Không quân và lục quân đều có hệ thống nhận dạng bạn hay thù. Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 của Mỹ cũng chưa bao giờ bị quân đội Iraq tiêu diệt trên chiến trường. Trong toàn bộ chiến tranh vùng vịnh, quân đội Mỹ đã đầu tư hơn 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực M1. Chỉ có 23 xe tăng bị hư hỏng, trong đó có 9 xe bị phá hủy hoàn toàn và không thể sửa chữa. 9 xe tăng này không phải là do bị quân Iraq bắn. 7 xe trong đó bị phá hủy là do vô tình bị lực lượng quân đồng minh tấn công. 2 chiếc còn lại thì mắc kẹt trong cát trong trận chiến và không thể di chuyển, không thể giải cứu và đã bị chính quân đội Mỹ cho phá hủy để không rơi vào tay kẻ địch. Qua tình tiết trên thì chúng ta có thể thấy là một mặt nó đã chứng minh rằng xe tăng M1 của Mỹ có ưu thế áp đảo và thành tích ấn tượng trong chiến tranh vùng vịnh. Mặt khác, cũng có thể thấy mối đe dọa lớn nhất đối với quân đội Mỹ không phải là quân Iraq, mà là chính quân đội của mình. Trong suốt chiến tranh vùng vịnh, 146 lính Mỹ đã thiệt mạng trong khi chiến đấu, 35 người trong số họ vô tình bị thương và thiệt mạng do chính hỏa lực của phía bên mình. Rút ra bài học từ những thiệt hại trên, ngay sau chiến tranh vùng vịnh, người Mỹ đã lập tức triển khai lắp đặt hệ thống nhận dạng bạn hay thù trên xe tăng chiến đấu chủ lực M1. Và đến chiến tranh Iraq năm 2001, tỷ lệ thiệt hại do tai nạn của khí tài quân sự này đã giảm đáng kể. Quân đội Nga từng nhiều lần bắn rơi máy bay của chính mình và sự thực tồi tệ này cho tới nay vẫn đang tiếp diễn. Có người nhận định rằng sở dĩ Mỹ có thể tiêu diệt gọn Iraq là bởi vì quân Iraq quá yếu. Tuy nhiên, khi Nga tấn công Chechnya thì Chechnya cũng là một khu vực nhỏ yếu với lực lượng nhỏ yếu. Vậy mà quân đội nước này phải 2 lần tấn công mới đánh bại được phiến quân Chechnya. Lần đầu tiên quân Nga bị đánh tan tành, lần thứ hai thì cũng tổn thất nặng nề. Khi đến Georgia năm 2008, một quốc gia nhỏ bé như Georgia, Nga phải mất tới 5 ngày mới chiếm được Nam Ossetia, nhưng mất tới 6 máy bay, trung bình mỗi ngày mất từ 1 đến 2 máy bay. Một trung tướng của nước này cũng bị thương. 6 máy bay mà phía Nga bị tổn thất thật bất ngờ, có 3 chiếc trong số đó bị hệ thống phòng không của chính quân đội Nga bắn hạ. Theo khảo sát dữ liệu do quốc phòng của Moscow công bố, máy bay chiến đấu đầu tiên bị mất trong cuộc xung đột là máy bay cường kích Su-25BM bị tên lửa phòng không di động bắn hạ ở Nam Ossetia ngày 8 tháng 8 năm 2008. Tất nhiên là loại tên lửa di động của Nga. Chiếc máy bay thứ hai vẫn là Su-25, chiếc Su-25SM, gần như không thể trở về nhà sau khi một động cơ bên cánh trái bị phá hủy, khiến Nam Ossetia nhầm chiếc máy bay này là máy bay của Georgia. Vụ nổ súng vô tình gần đây nhất xảy ra vào ngày 11 tháng 8 khi lực lượng Nga ở Georgia một lần nữa bắn hạ máy bay chiến đấu của chính mình vì lầm tưởng đó là máy bay chiến đấu của đối phương. Bạn thấy đấy, quân đội Nga có một truyền thống dường như không mấy tốt đẹp và vẻ vang cho lắm, đó là bắn hạ máy bay của chính mình. Và đó không phải là điều chỉ xuất hiện trong cuộc chiến Ukraine lần này. Có một câu hỏi đặt ra ở đây là, vậy thì rốt cuộc phía Nga có thiết bị nhận dạng bạn hay thù hay không? Nga đã phát triển nhiều hệ thống nhận dạng bạn hay thù trong 30 năm qua. Tuy nhiên, có một vấn đề là Nga rất có thể không có đủ kinh phí để trang bị cho quân đội của mình hệ thống nhận dạng này trên quy mô lớn, đặc biệt là lực lượng phòng không của lục quân. Viện Nghiên cứu Liên hợp Hoàng gia Anh đã công bố báo cáo về cuộc chiến Ukraine vào cuối năm 2022. Bài báo cáo có tên Bài học kinh nghiệm từ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine truyền thống của Nga. Báo cáo cũng tóm tắt tình hình trên toàn chiến trường châu Âu từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2022. Trong báo cáo trên, có một chương tập trung về vấn đề xác định bạn hay thù của lực lượng phòng không và không quân Nga. Trong đó có đề cập tới việc 3 ngày trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, trong vòng 72 giờ, lực lượng phòng không Nga không được đưa vào sử dụng chiến đấu, cho phép không quân Ukraine điều động MiG-29 và Su-27 cạnh tranh ưu thế trên không với không quân Nga. Nga có một số lượng lớn các đơn vị tên lửa đất đối không, tên lửa phòng không S-300, S-400 và Thor di chuyển cùng quân đội. Tại sao lực lượng phòng không Nga không có hành động gì trong 3 ngày đầu tiên của cuộc chiến?
Sở dĩ như vậy là do Bộ Quốc phòng Nga cho rằng sau ngày không kích đầu tiên, lực lượng không quân Ukraine đã bị Nga tiêu diệt trên mặt đất. Những người bay trên bầu trời phải là máy bay Nga, nên lực lượng phòng không không nên nổ súng trên không trung. Nếu không thì họ đều đang đánh bại chính người của mình. 3 ngày sau, Bộ Quốc phòng và không quân Nga phục hồi và phát hiện ra rằng lực lượng không quân Ukraine chưa bị tiêu diệt trên mặt đất. Họ vẫn bay trên bầu trời và bắn rơi một số máy bay Nga. Vào thời điểm này, lực lượng phòng không Nga đã thay đổi hướng dẫn chiến đấu và có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào máy bay trong khu vực phòng thủ. Điều này thật là tồi tệ, không chỉ máy bay Ukraine bị bắn hạ, mà ngay cả máy bay chiến đấu của Nga cũng lại chính là bị đồng đội của mình bắn hạ. Đây là lý do tại sao vào đầu cuộc chiến năm ngoái, chúng tôi đã đề cập đến nhiều trường hợp máy bay chiến đấu của Nga bị hệ thống phòng không của họ bắn hạ. Vì đâu nên nỗi? Từ những dữ kiện phân tích nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng vào thời kỳ đầu của cuộc chiến Ukraine, lực lượng phòng không và không quân Nga không có khả năng nhận dạng đầy đủ và khả thi về tình huống bạn hay thù. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Ukraine. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Liên hợp Hoàng gia Anh cũng đề cập rằng lực lượng phòng không của không quân Ukraine cũng không thể xác định được liệu chiến đấu cơ đang bay trên không là của phía Nga hay là của Ukraine. Vì vậy, phương pháp được Ukraine áp dụng là phòng thủ theo từng phần. Ở một số khu vực, nhiệm vụ phòng không được giao phó hoàn toàn cho lực lượng phòng không mặt đất và không quân sẽ không tham gia. Trong khi ở những nơi khác, không quân Ukraine sẽ chịu trách nhiệm đánh chặn. Vì vậy, sau chiến tranh, mọi người phát hiện ra một tình huống. Trên không phận Ukraine, số lượng máy bay Nga điều động ngày càng ít hơn. Sau này, không quân Ukraine cũng không sử dụng nhiều máy bay nữa. Dù sao, không ai có thể biết là ai đang bay trên bầu trời. Vì vậy, mọi người đều ngừng bay. Đây là một tình huống rất thú vị trong chiến tranh Ukraine, thưa quý vị. Rõ ràng, từ chiến tranh Chechnya, chiến tranh Georgia đến chiến tranh Ukraine hiện đại, lẽ ra thì Nga nên phát triển và đưa vào sử dụng hệ thống nhận dạng bạn hay thù trong lực lượng không quân. Nhưng hệ thống nhận dạng này giữa lực lượng phòng không và không quân có lẽ hoàn toàn không tồn tại trong quân đội của nước này. Quý khán giả của Tri Thức Mới thân mến, lại nói trong chiến tranh vùng vịnh, tất cả các cuộc tấn công vô tình của lực lượng đồng minh đều xảy ra trong vùng chiến sự. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vô tình theo kiểu quân ta bắn quân mình xảy ra ở Nga lần này không phải ở vùng chiến sự, mà lại là nằm trên lãnh thổ của Nga. Chiến tranh vùng vịnh diễn ra cách đây 30 năm, trình độ tác chiến điện tử chưa như bây giờ. Tuy nhiên, dù truyền thông đã đưa tin rõ ràng rằng phía Nga ít nhiều có hệ thống nhận dạng là bạn hay thù, thì những cuộc tấn công vô tình như vậy vẫn xảy ra. Điều đó đủ để chứng minh rằng, thứ nhất, Nga tuyên truyền sai lầm. Thứ hai là trình độ chiến đấu thực tế của Nga yếu kém đến mức độ nào. Quý vị và các bạn thân mến, do khuôn khổ thời lượng có hạn, nên câu chuyện luận đàm Đông Tây của chúng tôi kỳ này xin tạm khép lại tại đây. Về chủ đề này, quý vị có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Xin hãy để lại bình luận ở phần dưới của video. Và nếu đây là lần đầu tiên quý vị xem chương trình này, vậy đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh Tri Thức Mới của chúng tôi để luôn cập nhật những thông tin mới mẻ, thú vị và bổ ích. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.